Thưa quý vị, thời gian qua, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị nhiễm độc nặng do uống phải những loại thuốc đông y dởm được trao bán trên mạng xã hội. Thậm chí có người đã bỏ hàng chục triệu đồng để mua những loại thuốc này. Nghe theo lời mách bảo của bạn bè và xem quảng cáo trên mạng xã hội, bệnh nhân này đã bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua hai loại thuốc bào chế theo dạng y học cổ truyền, một loại bào chế dạng viên hoàng tán và một dạng cao đặc với mục đích sử dụng điều trị tận gốc bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, sau khi uống được vài tuần, bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi và suy nhược cơ thể, phải nhập viện gấp để điều trị. Theo kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, viên thuốc hoàng tán mà bệnh nhân sử dụng có thành phần fenformin. Đây là chất đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới từ năm 1978. Đây là cái chất rất độc, thuốc rất là độc, đã ngừng sử dụng, cả thế giới đã ngừng sử dụng ít nhất là vài chục năm rồi. Tuy nhiên, đấy, và độc tính rất cao, đã gây tử vong rất nhiều người, đã ngừng sử dụng và hiện nay đã bị cấm. Tuy nhiên vẫn được trộn vào trong các loại thuốc y học cổ truyền dởm hiện nay, bán quảng cáo rất mạnh mẽ, rất nhiều ở trên mạng và đã gây ra rất nhiều trường hợp ngộ độc tại bệnh viện. Bệnh nhân phải cấp cứu hồi sức và thậm chí có nhiều trường hợp đã tử vong. Bệnh nhân này may mắn đã được điều trị và kể cả hồi sức tích cực, trong đó là ống thở, thở máy cùng các điều trị hồi sức khác. Hiện tại bệnh nhân đang may mắn đang hồi phục. Được biết, chỉ trong vòng một tháng, tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hơn 10 bệnh nhân bị nhiễm độc thuốc đông y và thuốc nam dởm, trong đó nhiều ca nhiễm độc kim loại nặng do thời gian uống kéo dài. Những trường hợp này phải nhanh chóng xử lý lọc máu để sớm thải độc tố ra bên ngoài cơ thể. Ở Trung tâm Chống độc thì tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc sau khi dùng các thuốc y học cổ truyền, kể cả chính thống và kể cả thuốc dởm. Và có rất nhiều nguy cơ trong đó, kể cả thuốc chính thống thì cũng phải có nguy cơ bị mốc. Rồi thì vấn đề dùng thuốc không được kiểm soát, người bệnh không đi khám, không được kê đơn đúng, không được chữa đúng, và thuốc cũng không đảm bảo về chất lượng. Rồi thì rất nhiều vấn đề tương tác thuốc nữa mà y học cổ truyền này không giải quyết được. Rồi các thuốc y học cổ truyền dởm thì trong đó cho rất nhiều thành phần độc hại, người ta cho phổ biến nhất là cho các cái thành phần có tác dụng mạnh trên nội tiết, ví dụ như là các corticoid có gây rối loạn nội tiết rất là nặng. Đa phần là mua qua tay, mua qua người khác, mua trên mạng hoặc là kẻ bệnh qua điện thoại nhờ người khác mua, thực sự rất là nguy hiểm. Lướt qua Facebook, YouTube, TikTok sẽ dễ dàng bắt gặp những mô típ quảng cáo như ba đời gia truyền, đời tôi chữa sỏi thận, sỏi mật, to mấy cũng tan, nhà tôi ba đời chữa bệnh xương khớp, tôi chỉ cho bài thuốc này khỏe mạnh đến già. Để tạo lòng tin với người bệnh, nhiều chủ cơ sở còn mạo danh là lương y đang công tác tại bệnh viện quân đội trung ương. Và các cái thuốc mà được quảng cáo tràn lan mà không rõ nguồn gốc, và đặc biệt chúng tôi nói rằng là trong các cái quảng cáo mà chúng tôi có xem thì thấy những một số quảng cáo là sai sự thật hoặc là quá so với tác dụng. Thế thì chính vì vậy mà người dân không nên xem quảng cáo mà uống thuốc là rất nguy hiểm, mà chúng ta nên đến khám chữa bệnh, tư vấn y tế ở những cơ sở khám chữa bệnh uy tín thì sau đó chúng ta sử dụng thuốc nó mới có hiệu quả được. Và như chúng tôi lại nói là một điều, thuốc vẫn là con dao hai lưỡi. Thế thì không phải cứ dùng là tốt đâu, mà dùng phải đúng cách, đúng thời điểm và phải đúng chỉ định. Trước tình trạng quảng cáo thuốc đông y trên mạng xã hội như hiện nay, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng, tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin để tránh tiền mất tật mang.